Xin chào các nhà đầu tư chứng khoán. Hôm nay thì xin được chào cụ thể những cái nhà người đầu tư tham gia thị trường chứng khoán trong giai đoạn vừa rồi. Trong 5-10 ngày vừa rồi thì chúng ta đã trải, có lẽ là chúng ta đã có những cái cung bậc cảm xúc rất là khó chịu, và thị trường thì đã trải qua những cái giao dịch rất là bất thường. Có một cái lượng cổ phiếu lớn được bán tháo ở những cái giao dịch, cái phiên ATC cuối ngày. Và nếu mà là người tham gia vào thị trường lâu thì chúng ta đều có thể thấy rằng là có lẽ là cái này được thực hiện bởi một số những nhà đầu tư lớn. Họ đang giao dịch với một cái chủ đích nào đó, bởi vì các nhà đầu tư cá nhân chúng ta thì không thể nào đồng loạt bán tháo ở cái vào giao dịch phiên ATC được. Nếu muốn bán tháo thì chúng ta sẽ bán tháo sớm, và thường là sẽ xảy ra ở những cái giai đoạn khác nhau trong 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 phiên giao dịch. Là một nhà đầu tư cổ phiếu dài hạn thì tôi ít khi tham gia vào những cái giao dịch như vậy, cho nên tôi cũng phải đi hỏi những cái người bạn của mình là trader về những cái này. Báo chí cũng có một số các tờ báo cũng đã viết rằng là cái này do các cái kho họ xả hàng. Vậy thì kho là ai và tại sao họ xả hàng trong giai đoạn này? Và chúng ta là những cái nhà đầu tư thì chúng ta học được cái gì từ những cái giao dịch như vậy? Thì hôm nay xin được chia sẻ và xin được thảo luận với mọi người. Nhất là theo các bạn trader nhiều năm kinh nghiệm họ chia sẻ lại thì kho là nơi tạm gọi là có những cái nhà đầu tư lớn, họ nắm giữ một cái lượng cổ phiếu rất là lớn và họ giao dịch nhiều. Ở đây thường là những người trader, họ giao dịch ngắn hạn, ra vào thị trường rất là nhanh. Và hẳn là với những người như vậy thì đây là những khách hàng VIP, những khách hàng được ưa chuộng của các công ty chứng khoán, bởi vì là với một cái lượng giao dịch lớn và đi ra vào thị trường như vậy thì rõ ràng là sẽ tạo được một cái nguồn doanh thu rất lớn cho các công ty chứng khoán. Nếu vay margin thì chắc chắn họ sẽ được ưu đãi với một cái tỷ lệ đòn bẩy rất là tốt, hoặc là được với một cái lãi suất rất là tốt. Ở cái chiều khác, chúng ta cũng thấy có những cái lời đồn là một mặt thì họ đi vay với một cái tỷ lệ margin tốt, hoặc là một cái lãi suất ưu đãi, hoặc với những cái điều kiện rất là dễ dàng. Ngược lại, họ cũng cho vay đối với những người tham gia vào kho đó với một cái tỷ lệ nhất định. Ví dụ, nếu mà bạn tham gia vào cái kho đó, chúng ta có thể đầu tư 100 triệu cổ phiếu nhưng mà chỉ cần bỏ ra khoảng 20 đến 30 triệu mà thôi, và thậm chí là chúng ta không cần phải thế chấp cổ phiếu cho những cái giao dịch như vậy. Cái điều thứ ba mà tôi thấy cũng rất là thú vị đó là những cái kho này thậm chí họ được vay và cho vay để bán khống nữa. Bán khống là giao dịch mà khi những cái người đầu cơ họ dự đoán là thị trường sẽ đi xuống, họ sẽ vay cổ phiếu và họ bán ra lúc này, và họ đợi một thời gian sau theo đúng như dự đoán của họ, giá cổ phiếu đi xuống, họ sẽ mua lại và trả lại cái cổ phiếu đó cho chủ nợ, và họ hưởng, họ ăn cái phần chênh lệch khi mà giá đi xuống. Như vậy thì đối với những cái kho này, họ vừa có giao dịch lớn và vừa được vay tiền hoặc là vay cổ phiếu để bán khống, thì họ có thể tham gia thị trường ở hai chiều, là chiều thị trường đi lên và chiều thị trường đi xuống. Vậy thì ở trong trường hợp vừa rồi thì rõ ràng là họ có một cái tác động vào thị trường rất là lớn. Vậy thì trong cái giai đoạn vừa rồi khi mà họ bán hàng, họ xả hàng như vậy thì lý do gì? Thì nếu mà nhìn vào đây thì chúng ta cũng có thể dự đoán, cũng là rất là nhiều người cũng đã nói rằng là có lẽ là họ đang phải xả hàng vì họ đang vay với một cái lượng margin rất là lớn. Với những cái tỷ lệ vay ưu đãi, với lãi suất ưu đãi thì chắc hẳn là họ đã max out, họ đã vay rất là nhiều, và khi mà thị trường đi xuống một chút xíu thôi thì họ buộc phải thực hiện bán ngay lập tức để xả hàng và để trả lại cho những cái chủ nợ. Đấy là lý do bề mặt, còn có thể có những cái lý do khác mà chúng ta chưa có thông tin chính xác. Và thậm báo chí cũng nói rằng là trong những cái đợt xả hàng như vừa rồi thì các nhà đầu tư cá nhân gần như trở tay không kịp. Chúng ta thử quan sát trong cái giai đoạn mà các cái kho này họ xả hàng thì cũng có những cái thông tin đâu đó nói rằng là nhà đầu tư nước ngoài họ mua dòng. Vậy chẳng nhẽ nhà đầu tư nước ngoài họ không biết những cái thông tin này hay sao? Hay là họ có cái suy nghĩ gì mà họ dám đi ngược dòng, họ dám mua trong lúc mà tất cả mọi người đều xả hàng như vậy? Nếu chúng ta đối chiếu cái thông tin này sang thị trường bất động sản thì cũng có những cái hình ảnh tương tự. Đó là thị trường bất động sản rất rõ ràng là đã giảm 30 đến 50% so với cái giai đoạn đỉnh cao cách đây 1-2 năm. Đâu đó báo chí cũng nói có những cái giao dịch rất là lớn, có những cái nhà đầu tư rất là lớn họ mua một cái tài sản bất động sản lên đến hơn 500 tỷ. Vậy thì những cái nhà đầu tư nước ngoài như trong thị trường chứng khoán, hoặc là những cái người giàu như trong thị trường bất động sản, họ có rất nhiều tiền hay là họ có rất nhiều điều kiện, hay là họ đã suy nghĩ gì họ lại dám đi ngược với cả một cái làn sóng bán tháo, một cái làn sóng hoảng sợ, một cái thị trường đóng băng như là chứng khoán bất động sản? Cái này khiến tôi liên tưởng đến một cái lời dạy của ông bà mà tôi khi tham gia vào thị trường bất động sản cách đây nhiều năm được
các cô dì chú bác khuyên và dạy lại, đó là một cái câu mà ông bà chúng ta hay truyền nhau sang đời này sang đời khác, đó là mua của người chán, bán cho người thèm. Câu này nghe cũng rất là đơn giản, và thực ra trong đầu tư chứng khoán thì nó cũng rất là giống với cái triết lý của Warren Buffett: họa hãy tham lam khi thị trường hoảng sợ. Tức là tham lam đây là chúng ta mua khi mà thị trường hoảng sợ, thì rõ ràng là nó không khác gì với việc là chúng ta mua từ người chán, và khi thị trường hưng phấn lên thì chúng ta lại bán, tức là lúc đấy là chúng ta đang bán cho những người thèm. Ông bà chúng ta thì không đầu tư chứng khoán, vậy thì cái lời dạy này nó được áp dụng trong chứng khoán như thế nào và có nên áp dụng hay không? Thì đối với cá nhân tôi thì tôi thấy nó được áp dụng rất rõ, và nó nên được áp dụng rất rõ trong hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là forced sale, khi vay margins đúng như những cái gì đã xảy ra cách đây trong vòng một tuần vừa rồi. Trong trường hợp forced sale có nghĩa là bắt buộc phải bán. Như vậy rõ ràng là nhà đầu tư không những chán mà còn họ buộc phải bán khi mà mức giá đã giảm và nó không lên như là kỳ vọng, cái tỷ lệ margin đã bị vi phạm và họ bắt buộc phải bán để trả nợ, để điều chỉnh lại tỷ lệ margin theo đúng như cái cam kết. Và đôi khi thì giá cổ phiếu lên xuống hoàn toàn không phải là do công ty đấy có những cái tin tức xấu, mà đơn giản chỉ là do những cái người đầu cơ họ đã có những cái phỏng đoán sai. Thì đây là một cái cơ hội rất là tốt để chúng ta mua được những cái tài sản, cụ thể là mua được những cái cổ phiếu tốt với mức giá rẻ từ những người bắt buộc phải bán. Cái trường hợp thứ hai cũng là trường hợp bắt buộc phải bán mà nó kín tiếng hơn một chút xíu, đó là khi mà các cái quỹ họ thay đổi cơ cấu, đó là khi các cái quỹ ETF hay là quỹ index fund họ thay đổi cơ cấu danh mục. Các cái quỹ đầu tư ETF là exchange traded fund và các quỹ index fund về cơ bản là họ là những nhà đầu tư thụ động. Họ không phân tích các cổ phiếu, họ mua đúng theo cái chiến lược của họ, đó là mua theo index, ví dụ như là VN30, ví dụ là như là VN50. Và cứ đến hẹn lại lên 3 tháng một lần hoặc 6 tháng một lần, họ phải thay đổi tỷ trọng các cổ phiếu trong danh mục, hoặc là thậm chí là thay đổi các cổ phiếu trong cái danh mục đó, tức là thay đổi cổ tỷ trọng và thay đổi cổ phiếu luôn. Ví dụ FPT chẳng hạn là hiện tại nay đang nằm trong cái rổ hàng hóa VN30 với tỷ trọng là chiếm 5%. Nhưng mà vì một cái lý do nào đó, vì những cái biến động thị trường hay là vì những cái tin tức không tốt, thì đến 6 tháng sau hoặc 3 tháng sau FPT tỷ trọng nó chỉ còn là 2% thôi. Thế thì như vậy, lúc đó các quỹ họ buộc phải bán 3% cái tỷ trọng đang giữ để đưa tỷ trọng của quỹ của họ về đúng với cái tỷ trọng trong rổ hàng hóa VN30. 6 tháng sau, FPT lại có những cái tin tức không tốt, hoặc là thị trường có những biến động, hoặc là có những cái ngôi sao sáng mới nổi, FPT không còn nằm trong rổ hàng hóa của VN30 nữa, thì lúc này các quỹ ETF cũng buộc phải bán FPT ra. Mặc dù là đối với họ, họ nhận định rằng FPT vẫn là một công ty tốt, thì khi đó họ vẫn bắt buộc phải bán cái cổ phiếu đấy ra, bởi vì đấy là chiến lược. Thì rõ ràng là những cái cổ phiếu này, trong cái ví dụ chúng ta là FPT chẳng hạn, họ có thể là có những cái biến động, nhưng công ty đó thực sự có lẽ vẫn là tốt, nhưng mà vì buộc phải bán cho nên giá cổ phiếu đi xuống. Thì đây rõ ràng là một cơ hội rất tốt để chúng ta mua của người chán, tức là những cái người mà không thể nắm giữ FPT được nữa vì nó không còn nằm trong rổ hàng 30VN30 nữa. Ở những ứng dụng của cái lời khuyên của ông bà chúng ta trong đầu tư chứng khoán, nghe thì có vẻ nó đi ngược lại với cái tâm lý, đúng không ạ? Rõ ràng là khi mà thị trường mọi người đang xả hàng, mọi thị trường đang đi xuống, thì cái tâm lý một cách tự nhiên là chúng ta là người đầu tiên bán được. Giống như một cái tờ báo họ nói đấy, là các nhà đầu tư không kịp phản ứng thì chúng ta muốn là chúng ta phản ứng trước, nhanh, trước khi các cái kho này xả hàng. Ngược lại cũng vậy, khi mà thị trường nóng thì chúng ta, mọi người ai cũng đua lệnh, và đấy là lúc chúng ta muốn là người đua lệnh, thực hiện lệnh đầu tiên. Nhưng cái nếu áp dụng cái lời khuyên của ông bà chúng ta vào trong đầu tư chứng khoán thì cái việc làm của chúng ta đôi khi lại là ngược lại, và đi ngược lại hoàn toàn cái tâm lý của đám đông. Nghe thì rất đơn giản, nhưng thực hiện nó thì là điều vô cùng khó khăn, bởi vì là mua từ người chán và bán cho người thèm chỉ là một vế. Mua cái gì, cổ phiếu nào trong một cái biển cổ phiếu, 700 cổ phiếu, 1.000 cổ phiếu, thì chúng ta chọn cổ phiếu nào, đấy cũng là một cái vấn đề rất là khó.
và đòi hỏi rất là nhiều những cái nghiên cứu, đòi hỏi chúng ta phải dành rất là nhiều thời gian để tìm hiểu về cái doanh nghiệp đó. Theo tôi thì tìm hiểu và phát hiện được một doanh nghiệp tốt là chúng ta đã nắm 50% chiến thắng trong đầu tư chứng khoán, giống như là chúng ta phát hiện ra một cái mảnh bất động sản, chúng ta phát hiện được một cái vị trí rất là tốt thì chúng ta đã nắm 50% chiến thắng. Và cái 50% chiến thắng còn lại đó là khi thị trường cho chúng ta những cái cơ hội để mua cổ phiếu với giá rẻ. À, đó là khi chúng ta có cơ hội để áp dụng cái lời khuyên của ông bà chúng ta là mua cổ từ kẻ chán và bán cho kẻ người thèm. Nếu chúng ta áp dụng được hai cái thông vế này thì chúng ta cái xác suất thành công, cái khả năng thành công trong đầu tư sẽ là rất là lớn, và chúng ta sẽ không bị những cái kho hàng, những cái con cá mập, những nhà đầu tư, những cái nhà đầu cơ, những cái dân trader lớn điều khiển, và bản thân chúng ta sẽ tận dụng được những cái làn sóng đó để thu lời về cho mình với những cái lý do chính đáng, với những cái thông tin chuẩn chỉnh và với những cái hiểu biết của mình về doanh nghiệp. Chúc các bạn tham gia thị trường chứng khoán có cho mình được những cái chính kiến và những cái nguyên tắc đầu tư rõ ràng, và tuyệt đối không nên đua theo những cái làn sóng bán tháo hoặc là đua theo những cái làn sóng đua lệnh mà chúng ta rất dễ bị những cái người trader lớn họ điều khiển. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy đăng ký hệ thống kênh của Học viện AYP với hơn 1,1 triệu subscriber để không bỏ lỡ bất kỳ video nào.